các chiến sĩ mới Độ Mishi, Ti Sơn Thạch, Minh Tú, Buka, Anh Tú, Hoa Minh Si, Kara và Duy Khánh đã chính thức phải vào khuôn khổ trong tập 3 Sao Nhập Ngũ 2022. Tập 3 lên sóng hé lộ nhiều tin tiết thú vị. Trong đó bài huấn luyện điều lệnh có súng tưởng đơn giản vì khá quen thuộc trong các buổi tập quân sự giáo dục quốc phòng, nhưng lại khiến các chiến sĩ toát mồ hôi hột. Là người mẫu lâu năm trong nghề, lại đảm nhận vai trò hướng dẫn một loạt hoa hậu, á hậu nổi tiếng đi thi quốc tế. Tưởng chừng Minh Tú sẽ sải bước chân tự tin khi đi điều bước, tuy nhiên một sở thị thì phần thực hành của Minh Tú các đồng đội đều hoang mang, không nhận ra siêu mẫu luôn. Ủa, thí liệu đây mà. Đường đi của Minh Tú như một phương trình toán học, nếu như anh Tú đi gác thẳng thì Minh Tú lại chân nam đá chân chiêu. Một hình ảnh Minh Tú trên sàn cái quốc và thí liệu trong quân đội rất khác nhau. Tuy nhiên vì vẫn trong ngày đầu nhập ngũ nên không chỉ Minh Tú mà cả dàn cát còn đều đang bỡ ngỡ với tác phong quân đội và nội dung huấn luyện khắc nghiệt. Hà Minzy thổ lộ mong mọi người theo dõi chương trình để biết được rằng từ giây phút này chúng tôi sẽ trở thành những người chiến sĩ. Mặc dù sẽ có những lúc chúng tôi mệt mỏi, cảm thấy bất lực với những gì chưa làm được, nhưng tinh thần người chiến sĩ trong chúng tôi đã và đang lớn dần. Cậu nói cho thấy Giang Cát sẽ nhanh chóng nhập cuộc và nỗ lực để hoàn thiện mình trong bộ quân phục màu xanh của người lính. Khó khăn chỉ mới bắt đầu, nhưng sự quyết tâm và tinh thần người chiến sĩ sẽ giúp họ vượt qua. Hãy cùng chờ xem nhé!